Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách cánh diều này nhé! Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 52 Học vần âm Úp Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 96 Bây giờ chúng ta sẽ học vần mới thứ nhất Đây là vần âm Vần âm gồm có âm U và âm M. Âm U đứng trước, âm M đứng sau. Vần âm đánh vần là U M âm, âm. U âm, âm. U -m -ôm, âm, U -m -ôm, âm. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. tranh vẽ cái chum đấy các em à. Cô có tiếng chum. 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 Tiếng chum gồm có âm chờ và vần âm. Âm chờ đứng trước, vần âm đứng sau. Tiếng chum đánh vần là chờ âm chum. Chum. Chờ âm chum chum chờ ông um chum chum tiếp theo chúng ta sẽ học vần mới thứ hai đây là vần ấp vần ấp gồm có âm u và âm bờ âm u đứng trước âm bờ đứng sau vần ấp đánh vần là u bờ ấp ấp Upper up, up, Uber up, up các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À tranh vẽ một con búp bê đấy các em à. cô có từ búp bê búp bê búp bê Trong từ búp bê, tiếng búp có vần úp Tiếng búp gồm có âm bờ, vần úp và dấu sắc Âm bờ đứng trước, vần úp đứng sau và dấu sắc đặt trên u Tiếng búp đánh vần là Bờ úp búp sắc búp, búp Bờ úp búp sắc búp Búp bờ ấp búp sắc búp búp chúng ta vừa học hai vần mới đó là vần âm và vần ấp chúng ta vừa học hai tiếng mới đó là tiếng chung và tiếng búp Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần 2 của bài học tiếng nào có vần âm tiếng nào có vần ấp các em hãy quan sát cho cô 6 hình. Và cô sẽ đọc nội dung ở dưới mỗi hình. Các em hãy đọc cùng cô nhé. Chùm nho Cúp Tôm hùm Giúp đỡ Búp chè mẫm mỉm. Các em hãy nghe cô đọc lại một lần nữa nhé. Chùm nho Cúp Tôm hùm Giúp đỡ Búp chè Mẫm mỉm cô đã đọc nội dung dưới 6 hình cho các em nghe rồi. Bây giờ, các em hãy lấy vở bài tập tiếng Việt ra và tìm cho cô tiếng nào có vần âm, tiếng nào có vần ấp nhé. Các em đã tìm được chưa nào? Bây giờ, các em hãy xem kết quả của cô nhé. Tiếng có vần âm là các tiếng chùm hầm mẫm tiếng có vần úp là các tiếng cúp giúp búp tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3 của bài học tập đọc bài đọc chúng ta học hôm nay có tên là bà và hà Bài đọc kể về bạn Hà chăm chỉ giúp bà nhiều việc. Nào, bây giờ các em hãy nghe cô đọc mẫu bài để biết Hà đã giúp bà những việc gì nhé. Bà và Hà. Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ. có hôm Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê Ngắm Hà chăm chú đưa chị qua lỗ kim Bà tụng tiệm Hà của bà ngộ quá Các em đã nghe cô đọc mẫu bài xong rồi Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc nhé Trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ sau Chăm chỉ giúp xếp đồ âm tầm chữa mũ búp bê ngắm chăm chú tụm tiệm ngộ quá tiếp theo chúng ta sẽ luyện đọc câu nhé bài đọc có tất cả 6 câu câu 1 hà nhỏ mà chăm chỉ câu 2 Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Câu 3. Hà nhổ đám cỏ ung tùm ở ngõ. Câu 4. Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Câu 5. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim bà tụng tiệm. Câu 6. Hà của bà ngộ quá. Tiếp theo, cô sẽ chia bài đọc thành hai đoạn. Đoạn 1 là ba câu đầu. Đoạn 2 là ba câu sau. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 1 nhé. Bà và Hà. Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2 nào. Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chị qua lỗ kim, bà tụm tiệm. Hà của bà ngộ quá. Các em à, chúng ta đã luyện đọc từ, đọc câu, đọc đoạn xong rồi. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc lại cả bài nhé. Bà và Hà Hà nhỏ mà chăm chỉ Hà giúp bà xếp đồ ở tủ Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê ngắm hà chăm chú đưa chị qua lỗ kim bà tụm tiệm hà của bà ngộ quá tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc nhé các em cô có yêu cầu như sau ghép đúng các em hãy lấy vở bài tập tiếng việt ra và làm cho cô bài tập này nhé cô có bốn ý ý a hà ý b bà ý một ngắm hà tụng tiệm ý hai chăm chỉ giúp bà bây giờ các em hãy ghép các ý phía bên tay trái với các ý phía bên tay phải lại với nhau để tạo thành câu thích hợp theo đúng nội dung của bài đọc chúng ta vừa học nhé các em đã ghép xong chưa nào? Bây giờ, các em hãy nhìn kết quả của cô nhé. Ý A cô sẽ ghép với ý 2. Cô sẽ được câu Hà chăm chỉ giúp bà. Ý B cô sẽ ghép với ý 1. Cô sẽ được câu Bà ngắm hà, tụm tiệm. Qua bài đọc, các em thấy bạn Hà có đức tính gì đáng quý? À, Hà rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, giúp bà làm nhiều việc trong nhà để bà đỡ vất vả. Các em ơi, chúng ta đã luyện đọc và tìm hiểu bài đọc Bà và Hà rồi đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 của bài học, tập viết. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tập viết vần ôm, vần ấp, tiếng châm, từ. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn like đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé xin chào và hẹn gặp lại